chúng ta thường nghe nói đến xem bói toán, tử vi hay tarot. Tất cả đều nhằm mục đích là biết trước tương lai. Điều này không chỉ phổ biến ở xã hội châu Á mà còn ở châu Âu và châu Phi. Tương lai vốn là một trong những bí ẩn lớn nhất đối với loài người. Từ xa xưa, con người đã cố gắng dự đoán tương lai. Tổ tiên của chúng ta đã tìm đến ma thuật, nhiều nghi lễ và lời tiên tri để tìm ra câu trả lời liên quan đến vận mệnh của mình. Trong khi ngày nay, chúng ta sử dụng nhiều công cụ khoa học hơn để thỏa mãn trí tò mò. Tuy nhiên, cho dù loài người có dùng bao nhiêu cách, thì tương lai vẫn là một ẩn số. Các nhà khoa học có thể dự đoán các sự kiện tự nhiên như bão, động đất, ngập lụt, tác động của biến đổi khí hậu, nhưng không có kỹ thuật đáng tin cậy nào có thể tiên đoán các sự cố xã hội. Như người ta thường nói, cuộc sống vẫn đầy những điều bất ngờ, bao gồm cả tốt và xấu. Nhưng điều gì làm cho tương lai trở nên quan trọng đến như vậy? Tại sao chúng ta muốn biết tương lai của mình hay cố gắng dự đoán nó bằng mọi cách có thể? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Lăng Kính Tâm Lý Học ngày hôm nay. Khởi nguồn cho khao khát muốn biết trước số phận. Sau khi trải qua nhiều năm sinh tồn và phát triển, loài người cho rằng nếu thấy trước những sự kiện sắp xảy ra thì chúng ta có thể chuẩn bị đối phó tốt hơn. Ngày nay, việc con người dự đoán một thảm họa thiên nhiên hoặc sự xuất hiện của một công nghệ mới có thể giúp họ kiếm được lợi nhuận từ đó. Dự đoán chính xác cũng mang lại sự ổn định hoặc ít nhất là cảm giác ổn định. Tuy nhiên, sự hiểu biết về tương lai đã thay đổi rất nhiều kể từ thời cổ đại. Trước khi có quan niệm tuyến tính về thời gian do Thánh Augustine tìm ra từ năm 354 đến 430 sau Công Nguyên, con người tin rằng thời gian có hình tròn. Hiểu một cách đơn giản thì tương lai và quá khứ là một phần của vòng tròn liên tục. Con người nhận thấy vũ trụ là vô hạn về thời gian, không có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc. Quan niệm đó không giống như ngày nay, khi các nhà khoa học đang cố gắng khám phá điều gì đã xảy ra với hành tinh này và vũ trụ được hình thành như thế nào. Kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất tại Vương quốc Anh năm 1840, xã hội loài người đã thay đổi một cách chóng mặt. Trước cách mạng công nghiệp, đa số vẫn chưa để ý quá nhiều đến cái gọi là tương lai, định mệnh hay số phận, giống như chúng ta ngày nay. Sự thay đổi xã hội diễn ra quá chậm và hầu như không có khoảng cách thế hệ. Điều này cho thấy, thời hiện đại có sự thay đổi xã hội ngày càng nhanh, mọi người càng lo lắng nhiều hơn về tương lai vì họ bất an và không dễ gì dự đoán các sự kiện sắp diễn ra. Những suy nghĩ về việc chúng ta sẽ như thế nào trong 5-10 năm tới đã khiến cho con người ngày càng lo âu. Cộng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, tất cả lượng thông tin khổng lồ đang lưu hành khiến chúng ta cảm thấy bất lực và tuyệt vọng trước tương lai. Con người lo âu quá mức về tương lai. Ngày nay, chúng ta liên tục tiếp nạp một lượng lớn thông tin từ khắp nơi trên thế giới và mọi thứ đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chúng ta có nhiều cơ hội để biết thêm kiến thức và thế giới. Thế nhưng điều gì cũng có hai mặt. Một mặt là chúng ta tiến bộ vượt bậc trong công nghệ khi phát triển được trí tuệ nhân tạo, giải pháp năng lượng, du hành vũ trụ, xe tự lái, máy bay không người lái, kỹ thuật sinh học và còn nhiều nữa. Mặt khác, con người phải trải qua hàng loạt sự kiện không mong muốn như biến đổi khí hậu, bất ổn chính trị, tham nhũng, bất bình đẳng toàn cầu, phân biệt chủng tộc, khủng bố, chiến tranh và dịch bệnh. Tại thời điểm này, con người đã bắt đầu tự hỏi liệu chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng hay đen tối hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những hoạt động tâm linh, bói toán, xem tử vi và nghiên cứu về thần số học hay thời vận bùng nổ trong vài năm trở lại đây. Theo thống kê, thế giới đang trở thành một nơi tốt đẹp hơn khi bạo lực giảm đi, con người sống khoan dung hơn và tình trạng đói nghèo giảm mạnh trên toàn cầu. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều người được tiếp cận với giáo dục, nước uống và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Quan trọng nhất là ít có chiến tranh hơn các thời kỳ trước đây. Tuy nhiên, bất chấp những dữ kiện tốt đẹp, phần lớn chúng ta vẫn bất an và có xu hướng tin rằng tương lai không tươi sáng đến như vậy. Một cơ sở khác có thể lý giải cho sự bi quan này là tính toàn cầu hóa và tính liên kết. Khi xảy ra một sự kiện bi thảm, bất kể chúng ta sống cách khu vực đó bao xa, chúng ta vẫn cảm thấy nó như đang tác động đến chính mình. Mức độ liên kết và tốc độ lan truyền thông tin đã đặt nền móng cho một cái nhìn bi quan về tương lai. Một yếu tố quan trọng khác là chúng ta thường có xu hướng quên đi quá khứ của mình. Con người thường không nhìn vào mặt tốt là đời sống đã được cải thiện đáng kể so với cách đây nửa thế kỷ. Bản thân chúng
ta tạo ra công nghệ nhưng lại sợ chúng không được sử dụng cho mục đích tốt và thậm chí còn sợ rằng trí tuệ nhân tạo một ngày nào đó sẽ thống trị loài người. Vì vậy, con người thường nghĩ rằng thế giới sẽ phải đối mặt với một kỷ nguyên mới đen tối và chết chóc. Về bản chất, không một ai có thể đoán trước tương lai hay số phận của mình. Điều đó gây ra cảm giác tuyệt vọng và không có cách nào thoát khỏi cảm giác này trừ khi chúng ta chịu dừng lại việc nghĩ về tương lai. Định mệnh có thật hay không? Đi sâu vào từng cá nhân cụ thể, nhiều người tin rằng trên đời này có định mệnh, tức là số phận đã được định trước. Nói về điều này, con người đã đặt một thuyết định mệnh. Thuyết này cho rằng mọi thứ trên đời sẽ trở nên hoặc diễn ra theo những cái mà nó đã được định sẵn, vì tất cả sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được định trước bởi Chúa hay bởi một đấng quyền năng nào đó. Trong các tôn giáo, quan điểm này còn được gọi là tiền định, cho rằng việc linh hồn của chúng ta được lên thiên đàng hay xuống địa ngục đều đã được định trước và không lệ thuộc vào lựa chọn của chúng ta. Cũng từ lý thuyết này, một số người lại tin theo một cách tương đối khác, có nghĩa là họ hiểu định mệnh hay số phận là sự sắp đặt, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào yếu tố con người. Giống như trong đạo Phật, việc luân hồi chuyển kiếp là có thật, và mỗi một người đến với cuộc đời này đều có duyên nợ từ kiếp trước. Những gì xảy ra ở kiếp này, một phần là sắp đặt và một phần là do chính cá nhân đó hành xử và tự lựa chọn. Nghiên cứu khoa học về định mệnh. Dưới góc độ khoa học, ông Maharshi Mahamanas, tác giả của quyển The Scientific Thoughts of a Spiritual Scientist, đã lý giải cặn kẽ về định mệnh. Theo ông Mahamanas, định mệnh là một động năng và tự động tạo ra. Nó cũng là một hệ thống tồn tại giống như vũ trụ, ngay khi vũ trụ được hình thành từ sau vụ nổ Big Bang. Thực thể trừu tượng này là nguồn gốc của tất cả các sự kiện và hoạt động. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, nó sẽ tự động xác định khi nào, ở đâu và điều gì sẽ xảy ra sau đó. Số phận chính là tác nhân tự nhiên xuất phát từ các sự kiện không thể tránh khỏi trong tương lai, thông qua hành động và nhân quả. Bất cứ điều gì đang xảy ra, định mệnh hay số phận là gốc rễ của mọi thứ. Tuy nhiên, định mệnh được hình thành một cách logic, tùy thuộc vào các yếu tố như điều kiện môi trường, nguyên nhân, hành động và phản ứng. Do đó, cuộc đời mỗi người có buồn vui, thành công và thất bại. Trên thực tế, định mệnh là một hệ thống tự tạo do một sự kiện nào đó, tức là nó phụ thuộc vào không gian, thời gian, hoàn cảnh và môi trường. Tất cả các sự kiện sẽ diễn ra quyết định cho tương lai. Ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã được sắp xếp khi nào, ở đâu và như thế nào trong các giai đoạn tiếp theo. Trong tất cả các trường hợp, nếu cấu trúc của đối tượng, điều kiện môi trường và ứng dụng lực khác nhau, thì vận mệnh của mỗi người sẽ khác nhau. Cho dù chúng ta có tin vào định mệnh hay không, tương lai vẫn là một điều bí ẩn, có bóng tối và ánh sáng, cũng như con người không thể can thiệp vào bất cứ lúc nào họ muốn. Tìm cách biết trước tương lai hay để yên cho mọi việc diễn ra tự nhiên là tùy thuộc vào mỗi người. Đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.